Dạ vâng, kính thưa chân linh hương hồn cụ Trịnh Văn Lịch, cụ ơi nơi dương gian thì trời đã sang hận xa. Đoàn nhạc hiếu chúng con xin phép được kêu thay lạy đỡ cho toàn thể con cháu anh em. Xin kính thỉnh chân linh hương hồn cụ về hiến hưởng nguồn cơn. Tâm mơ vai thịnh trời, trời cao vời vợi đất rộng nghề thanh nghề cha mẹ vất vả nuôi dưỡng các con từ tâm mơ công cha đầy trời công mẹ đầy non công cha thì như núi Thái Sơn còn mẹ thì chiếm lấy ướt để nhường khô sao cha ơi giờ đây trời đã sáng rồi mâm cơm đạp bát gia đình cha ơi nay cháu con anh em xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha về cha lại lâm hiên hương cha ơi nay vì kim cứ Việt Nam nguyên tỉnh đại từ huyện cù vân đê xa xóm mười cha ơi nay các con xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha là Trịnh Văn Lịch cha sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1947 cha lâm trung tạ thế lúc 1 giờ 50 phút ngày 31 tháng 7 năm 2024 tức ngày 26 tháng 6 năm Giáp Thìn cha hưởng thọ 78 tuổi sáng ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024 tức ngày 27 tháng 6 năm Giáp Thìn cú ba hồn bảy phía bảy phía ba hồn cha ơi giờ này cha còn đã phạm phía đông phía tây phía nam phía bắc cha ơi hay là người đang ở đỉnh trường sơn hay là người đang vui thu nơi cỏ cây sông núi cha ơi hay cha còn nề đang cưỡi hạc xe mây cha nghe thấy lời cháu con anh em thỉnh gọi ba hồn bảy nhập đàn hở tràng lại lâm hiên hương nhất toàn đi con trai chấp chấp tiêu các con trai lên rót ba chén rượu đào để báo hiếu cho cha các con rót ba chén rượu đào các con báo hiếu đền ơn cha đây cha hiền ơi nhất nì tuần nì là tuần nì con rót rót ba chén nì rót chén có rượu màu ba hồn nì là hồn bay viễn
rồi cha ai lòng mê là ôi cha ô nhị tuất nè là tuất con kèo chén rượu xa cha ơi là hỏi cha ơi mà để các con cúi cha phần đi chúc thức con gái con dâu lên trước linh sàn sới cơm gắp thức ăn vào bát để mời cha. Cha hiền ơi bữa cơm chia ly vĩnh biệt cuối cùng sới cơm muốn gấp thức ăn vào bát vẫn mời cha như bao bữa cơm thường. Cha ơi, cha tỉnh dậy về sới cơm với các con đi. Cha ơi, cha bỏ mẹ con cha đi đâu để trôi qua mấy bữa cơm rồi. Thức ăn và hồn bát con ngồi cha đây. Cha ơi, bảy vía ba hồn cha về xoay cơm cho đỡ đói già đói lòng. Cha ơi, bữa cơm chia ly vĩnh biệt cuối cùng các con mời cha. Chia ly vĩnh biệt cuối cùng cha ơi, cha còn ở trong mái ấm gia đình có đông đủ cháu con. Cha ơi, chỉ lát nữa thôi thì bà con tập thể sẽ về làm lễ truy điệu tiễn cha. Cha ơi, chẳng bao giờ con đi được nhìn cha được rồi. Cha ơi, ba hồn bảy vía cha về xơi cơm đi các con, rồi cha nhìn các con các cháu, nhìn anh em nổi ngoài một lần sau cuối để rồi. Ông ơi, còn các cháu nổi ngoài, con lên con rót tuần nước tuần trà để mời ông đây. Ông ơi, còn các cháu rót mời ông tuần nước tuần trà. Ông nội ông ngoại ơi, cụ ơi, các cháu các chát tay chấp của ông có cụ như cây cao bóng cả nữa rồi. Ông ơi, chẳng còn có ông có cụ như tấm gương sáng để mà các cháu các chát được cây trông. Cha ơi, ông ơi, cụ ơi, các con các cháu các chát tay chấp ngôi quỳ mời cơm cha. Cha ơi, ông ơi, cụ ơi, bữa cơm chia ly vĩnh biệt cuối cùng rồi.
cùng. Tôi chào ơi để lát đi nữa cha về, an nghỉ nơi mộ phần xa rời cháu. Xin mời cháu con lại đón những mâm lễ tâm thành về thăm viếng cụ.